với cảng đá dưới xa lắm. Trời, tội nghiệp quá. Bà ngoại cũng già, à, ông ngoại cũng già. Không phải, nhưng mà ý nói là khi mà cái lúc mà cha mẹ con không ở với nhau gì đó, rồi là bị rất nhiều trong. Xin chào quý cô chú anh chị, hôm nay mình đang đi trên đường một cái đường nông thôn nữa vậy. Mình giờ ở trong cái nhà này có một cái đứa bé đang ngồi lao cái gì đây, lao tấm hình của người đàn ông mà mình không biết đó là cái gì vậy. Để mình coi sao ở trong nhà ông lao mà đem ra chiếc xăng lao cái gì vậy. Rồi mình vô hỏi chuyện coi đứa bé đang làm gì vậy, gì là lạ đây. Là mình tiến vào cái gì? Chào con. Ủa? Con đang làm gì ạ? Ủa? Con lao hình cho ba con hả? Đây là ba con. Ủa? Ba con mắc lâu chưa? Lâu rồi. Lâu rồi hả? Trời ơi, bé gái vậy. Nhớ ba hay gì con? Nhớ ba hả? Trời ơi, đây. Đây nè cả nhà ơi, bé gái nè. Ôi lâu hình nhớ ba nè. Rồi mẹ con đâu? Mẹ con đi rồi hả? Ôi. Mẹ con đi đâu? Mẹ con đi Bình Thuận. Đi Bình Thuận hả? Dạ. Rồi con ở nhà với ai? Con ở nhà với anh hai. Với anh hai hả? Đâu đi vô nhà, dẫn cho chú vô nhà coi. Sao con đem tấm hình của cha vô luôn? Mai mốt còn lao nhớ để trong nhà lao đừng đem ra đây nha. Mình vô hỏi thăm hoàn cảnh của bé như thế nào quý vị. Sao không thấy ai nhả chưa? Hai con hả? Mấy chú đi đâu mà vô đây vậy nha? Dạ tụi con thấy bé đó, nó quay nó lao cái hình chân dung của cha của đứa bé đó cô. Dạ. Ủa mới chết hả cô? Cha nó chết cũng được hơn 49 ngày. Dạ mà hỏi tới bé nó nhớ bà, nó đem hình xuống nó lao. Dạ. Dạ mà cô là sao với mấy bé? Ở hàng xóm ở đằng kia. Ủa con hàng xóm hả? Dạ. 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 Dạ thấy mấy con đi vô và cô lại đó ha. Dạ. Dạ dạ. Tại thấy nó không có cha, không có má, mấy anh em á đi học rồi thấy vậy cũng lại nấu cơm đồ giúp. Thôi bây giờ mà cô ngồi đi nói chuyện với mấy đứa em ra ngồi chung nói chuyện dễ. Vô đây. Dạ. Con lấy cái hình đó để lên cái chỗ ba con. Con gái nhớ cha mà đem hình xuống mà lau ngồi hỏi nhớ cha. Dạ con mời cô ngồi đi đặng tụi con hỏi chuyện xíu cô thực lại cái hoàn cảnh của bé như thế nào với con trai con. Ngồi đi con, ngồi đi con. Như thấy bà nội nó mới chết thì cũng giáp năm cũng được ba mấy ngày rồi, cũng được tháng đó rồi cái kế ba nó bị bệnh rồi cái ba nó chết rồi thì mẹ nó cũng có về thăm vậy thôi, nhưng mà mẹ nó có gia đình khác rồi, phải đi làm xa nữa, rồi còn có ba anh em ở nhà. Thấy vậy thôi tôi cũng người hàng xóm tới đó, thì cũng không giúp được gì, cũng nấu cơm đồ cho nó. Anh em nó tự ăn rồi nó rửa ráy nó giặt vũ ên nó vậy đó. Tối thì lại coi chừng giùm đốt nhang rồi sợ nó làm không ấy rồi bị quá quản rồi thôi. Ở đây con thấy có hai đứa bé à, còn đứa nó đâu cô? Đứa nữa nó đi học ở ngoài quán Cơ Thành. Dạ. Thằng này nó cũng đi học, mà buổi sáng nay nó học đi dục, buổi chiều nó được nghỉ. Dạ.
Con gái ơi, vô đây nè, cho chú hỏi nè con. Vậy là ba của bé mất ngày 9 tháng 2 2023. Ngày âm lịch là ngày 19 tháng Giêng. Ngày 19 tháng Giêng 2023 là qua Tết đó. Qua Tết. Hướng Dương được 42 tuổi. Con ngồi xích vô đây nè con. Ừ. Cô là người ở xóm ha. Dạ. Mà cô thấy cái hoàn cảnh của mấy bé nó như vậy ha. Dạ. Không cha mà mẹ lại đi có chồng khác rồi. Dạ. Mẹ nó có chồng lúc mà ba nó còn sống, là tại vì hai người ly dị. Ba nó mới ở ngoài thành phố đi làm gửi tiền cho bà nội nó nuôi tụi nó. Nhưng mà bà nội nó mất rồi, ba nó phải về ở đây để nuôi tụi nó. Dạ. Giờ tới ba nó mất nữa. Rồi cô cho con hỏi rồi mẹ không có về luôn hả cô? Mẹ nó đi làm không có về, lúc ba nó chết thì cũng có về rồi lại đi nữa. Nghiệp rồi. Ôi kìa, mấy đứa nhỏ này trời. Rồi con có nhớ mẹ không? Có. Con nhớ mẹ hả? Rồi mẹ về thường có điện thoại về nói chuyện với con không? Ôi, con điện mẹ không à, không bao giờ mà mẹ điện cho con. Con nghiệp ha. Thôi, không nghĩ mà người mẹ mà đối xử với con như vậy. Người mẹ có nói mẹ đang ở đâu không con? Có. Cô không có bà con gì với mấy bé vậy hả cô? Dạ không, ở xóm, ở lân cận rồi tôi thì cũng rảnh rỗi. Mấy cái nhỏ đi làm, còn mình ở nhà thỉnh thoảng chạy tới chạy lui. Rồi nội của bé ở đâu cô? Nội của bé ở nhà này. Còn bà nội đâu cô? Bà nội mất hồi vừa giáp năm, hồi tháng chạp đó. Rồi ông nội? Tháng giêng. Ông nội mất lâu lắm rồi. Dạ. Còn mấy chú mấy bác gì đó có cô? Còn bác hai nó thì ở Tuốt ngoài kia kìa, ở cậu Quảng Cương á. Dạ. Còn cô Út nó thì ở dưới có chồng rồi, ở dưới xóm dưới này. Dạ. Chung ai cũng khổ hết trơn ha cô. Ai cũng khổ hết. Yeah. Rồi ngoại, bên ngoại, bà con bên ngoại có ai có tới lui thăm không cô? Không. Bên ngoại nó ở đâu mà Tuốt dưới cảng đá dưới xa lắm. Trời con nghiệp quá. Bà ngoại cũng già, ông ngoại cũng già. Dạ. Yeah. Vậy là bà ngoại, ông ngoại còn sống ha. Phải không cô? Còn sống không tài. Ông ngoại còn sống nữa. Con là anh cả đó hả, anh lớn đó hả? Dạ. Rồi con tổng cộng là bao nhiêu anh em? Dạ ba đứa. Còn là cái em đi học là lớn hơn em này hả? Hay là dạ, nhỏ? Lớn hơn. Giữa. Rồi em nhỏ này có đi học không? Có. Rồi sinh hoạt gia đình rồi tiền bạc đâu đi học cô? Tiền thì nó út nó bán rau cải ở ngoài chợ cũng thỉnh thoảng. Cho chút đỉnh thôi đi học rồi nha. Dạ. Sớm rồi mấy vậy là quá quý rồi. Miễn nó không đói thì được hả? Chỉ dạ, sợ nó đói lo không nổi thôi. Con trai nè, cho chú hỏi nè. Con có nhớ mẹ không? Có. Có hả? Dạ. Rồi con có thường xuyên nói chuyện với mẹ không? Không. Không nói chuyện luôn hả? Dạ. Bao nhiêu lâu rồi con không nói chuyện với mẹ? Tầm 2 tháng. Rồi mẹ không có điện về cho con luôn ha. Con nghiệp quá. Rồi con thấy gì con buồn không? Con đi ra đường gì đó, con gặp người ta, có cha, có mẹ đó, gì đó, con thấy buồn không? Dạ, con cũng buồn. Dạ. Nói con tên gì nè? Tài. Tài, con có đi học không Tài? Tài con. Rồi bây giờ con còn học luôn hả? Dạ. Rồi tiền bạc học ai lo cho con? Chỉ có cái là hàng ngày cho nó tiền vỡ túi uống nước thôi, chứ còn học nhà trường miễn hết. Dạ, miễn hết tất cả. Dạ. Tại vì có làm giấy báo tử của A nó gửi đi đó. Tội nghiệp quá cả nhà ơi, cái hoàn cảnh này thì sẽ đến đớn chiêu. Cha thì mất sớm, mẹ thì giờ đi theo tình mới rồi mà không có điện thoại gì cho con cái gì hết, chỉ có con cái là điện cho cha. Cô như là cô ở sớm mà cô đi tới rồi cô chăm cho mấy đứa nhỏ hả cô? Dạ. Cô này ở sớm.
cho hỏi con sao sao bà con ruột của bé mà không chăm, mà con không có bà con mà lại chăm mà sao? Bà con nó không có đây, con nó thì cũng có chồng mà có con rồi, ở xa gia cảnh nghèo ở dưới này nè, cũng gần gia cảnh nghèo cũng phải mua gánh bán bưng mà. Dạ. Rồi có chồng rồi có con nữa, bữa ra nó cũng có, ngoại thì không có ai ở đây, nội thì chỉ có vòng vòng đây vậy. Rồi tối ngủ là ba cháu ngủ mình nên cô có lại ngủ chung không cô? Đêm nào tôi rảnh rỗi thì lại đây dân buồn ngủ với nhỏ này trước, còn đêm nào mà tôi không có lợi thì ba anh em nó tự ngủ. Dạ, dạ không hiệp quá. Con năm nay là con bao nhiêu tuổi con trai? Năm nay con 11 rồi ha. 11 tuổi là con học lớp 8 hay lớp 9 ta? Con học gần trường ở đây không? Dạ, cũng xa, nó học quán cơ thành ngoài chợ, bảo kỳ. Con đi, con tự đi học hay là con đưa con đi học không? Dạ, tự đi học. Bé gái con không còn đi học không bé gái? Con học lớp mấy rồi? Lớp 2 nha. Con đưa bé gái đi học hay là tự đi luôn? Nó tự lấy xe đạp, nó tự chạy. Cũng gần ở đây hả con? Học ở trên chùa nè. Rồi con đi một mình lên con có sợ bắt cóc không? Không, ngang dưới ta. Rồi con gái cho chú hỏi nè, con đi học đó, rồi bạn bè có chọc con không? Không cha không mẹ gì không? Dạ, cũng đỡ nha. Nhưng mà cái tuổi bé này, mấy đứa nhỏ nó biết nó hơi chậm. Còn bé gái cho con hỏi nè, hỏi cho chú hỏi nè, con ở nhà là con thương ai nhất, thương cha thương mẹ? Thương cha ha. Sao thương cha? Cha lo cho con nhiều ha, con thương cha. Mình có lời nói với quý khán giả và cô chú anh chị, mình nói thiệt luôn, biết cô chú anh chị tin không chứ, cái ghệ gọc vợ con mình có thể bỏ được chứ con mình không bao giờ bỏ được, đó là mình nói thật lòng đối với gì. Mà cái người mẹ mà bỏ con gì là thật là không hiểu nổi gì. Cha với mẹ thôi cũng muốn mà không ai được, nhỏ này nó 7 tuổi rồi, hồi ba nó, hồi mẹ nó sinh nó ra nó mới có 15 tháng là ba với mẹ nó cãi nhau rồi. Đâu cỡ 20 tháng gì ly dị tới giờ. Dạ. Ba mẹ cũng hay còn cãi nhau đó con. Ba mẹ của bé cũng hay cãi nhau. Dạ. Rồi ba nó đem nó, ba nói với mẹ nó làm ở ngoài Bình Dương để hai thằng trai ở đây cho bà nội nó nuôi. Rồi cái ba nó với mẹ nó cãi nhau rồi thôi với nhau, ba nó mới đem về đây cho bà nội nó nuôi nó luôn, là bà nội nó nuôi ba đứa. Đến khi bà nội bá không có bệnh, ngủ rồi tới sáng có khuya lại bá bị nghẹt thở bá chết, rồi ba nó về đây rồi ở đây luôn nó luôn. Mà con em con không nghĩ là chị có thể mà để mà mấy đứa nhỏ như vậy, mà trong khi mấy đứa nhỏ nó còn nhỏ chứ đâu phải là lớn đâu cô, nó mà đã biết anh đã mất rồi mà chị còn không về mà để chăm cho mấy đứa nhỏ. Mình cũng không biết cái cảnh của nó làm sao, chứ nó cũng đã có chồng rồi, không biết nó có nặng tình với lại thằng chồng nó không, cho nên nó mới nghĩ con nó thằng này lớn ở đây chòm ghiền chắc cũng không ai bỏ con nó, cho nên nó cái gì máu mủ mình là cô cỡ nào mình cũng phải về, mà biết cha nó mất rồi còn mấy ba đứa nhỏ mà. Hồi cha nó mất thì mẹ nó về, thì chồng nhỏ của mẹ nó cũng chở về để ngồi ngoài cái kệ đó, rồi ở đây chôn cất rồi hết, là ba là mẹ nó đi với ông đó luôn đó. Mà con biết mẹ con đang ở đâu? Hãy con nói là chỉ biết mẹ, mà mẹ con đang ở đâu á? Trên Bình Thuận luôn hả? Xa quá. Mẹ của bé có chồng sao này, có con không vậy? Không, tôi cũng không có hỏi. Con dạ. Sao? Con phải sống vậy là quá tốt rồi đó, con nói thiệt. Chú hỏi cho con trai lớn. Dạ. Trong cái thời điểm mà ba mẹ con cãi nhau á, là con có biết không? Dạ.
mà khi mà xảy ra những trường hợp mà cha mẹ con gì đó rồi, rồi con thấy buồn không? Khó ăn con nghe thừa không lẽ vui mà không phải, nhưng mà ý nó là khi mà cái lúc mà cha mẹ con không ở với nhau gì đó rồi con có muốn đi theo cha theo mẹ không? Lúc đó thì con không đi theo ai hết, lúc đó còn nội còn sống, con muốn ở với nội luôn. À, chỉ muốn ở với nội thôi. Dạ. Thì con bây giờ con muốn mẹ con về đây không? Muốn. Muốn nha. Dạ. Nãy giờ cũng không nhớ là mẹ của bé đi lâu chưa vậy, con không nhớ. Bỏ đi. Thôi. Thôi cãi nhau là ở ngoài Bình Dương, rồi cái về đây giấy tờ ở đây, ly dị ở đây rồi thì ba nó trở ra Bình Dương làm mà mẹ nó đi luôn. Là mấy năm rồi vậy? Cũng biết 4 5 năm gì. Ủa? Hồi đó dạ. Sanh nhỏ này mới có chừng 20 tháng. Dạ, là bỏ luôn. Dạ, gì bốn. Bé này cũng 6 7 tuổi gì đó. 8 tuổi. Cha chú hỏi này nè. Rồi ví dụ như cha con mất á, với ngoại mất rồi đó, rồi có bỏ lại cho con giống như tài sản gì để giống như để lo cho gia đình không? Dạ, tài sản thì có mà con giữ hết trơn để cho lo cho mấy anh em con. À, thì ba con cũng chung số tiền đó, con cũng tiết kiệm để mình có được cái lo cho cuộc sống của chị em ha. Dạ. Thì cô chú anh chị ơi, thì hoàn cảnh của con tên gì? Dạ, bé Tài. À, hoàn cảnh của bé Tài đó thì cha với mẹ mất rồi, còn mẹ thì bỏ đi theo chồng nhỏ, thì ở đây cũng tội nghiệp cho em lắm. Rồi bé kia là em của con hay là sao? Em ruột. Em ruột thì đi học rồi, giờ chỉ còn bé Út với Tài ở đây. Thì cô chú anh chị có xem được thì cũng ủng hộ giúp đỡ cho em để có điều kiện sống để học qua ngày. Thì cô ở đây thì cũng con cũng mang ơn cô, giống như giúp cho mấy bé coi chừng này kia đó thì cũng tốt. Hồi lúc mà mẹ bé đi, lúc mà chưa đi á gì, là ba của bé có hành hạ bé dữ không gì? Sống ở đây thì cũng bình thường. Đó, vợ thì đi mai mụn ngoài kia, còn chồng thì ở nhà, thì thí dụ như ai mướn vít đất làm hồ cái gì nó cũng làm được đó. Dạ. Nhưng mà cuộc sống ở đây thì nó hơi chật vật. Người dạ. ta nói đi ra Bình Dương thì làm nó khá. Dạ. Đó, và hai vợ chồng mấy bồng chóng đi. Rồi cũng đầu tiên cũng đem hai thằng trai theo ra ngoài, rồi vợ thì đi làm công ty cũng may. Rồi thằng này thì nó ở bên, nó làm bên cái hãng công gia. Dạ. Rồi cũng rồi không biết sao mà xảy ra cãi giả dữ vậy, tôi cũng không hiểu nữa. Dạ. Cãi giả rồi mẹ nó đi, cha nó đem hai đứa về gửi cho bà nội, rồi để nhỏ này cho bà ngoại, nó cũng ở ngoài Bình Dương nó nuôi, rồi sau khoảng thời gian rồi không ổn hay gì mới đem về cho bà nội luôn đó. Dạ. Để chú hỏi là con có ước mơ gì con nói cho chú biết đây. Như là con muốn ước mơ cái vấn đề giống như là con muốn mẹ con về, hay là con muốn có tiền để em con rồi để đi học hàng ngày, nó vậy đó. Ước mơ thì tự mình làm mới được, chứ phải mình muốn ước mơ là có thôi chú. Nhiều khi cộng đồng trong nước và ngoài nước đó xem được cái clip của con thì biết được cái ước mơ của con, thì người này người kia có hỗ trợ giúp đỡ cho con, nó là gì đó để cho con là bước tiến để đi tới sau này đó. Rồi con đi học vậy, con có cái nguyện vọng là lớn lên làm nghề gì không? Dạ, chứ con thì cũng muốn làm nghề văn phòng. Có đỡ phòng ha. Dạ. Văn phòng rồi đi kế toán nè, đúng không? Dạ. Mà lúc đó là ba con mất là bệnh hả? Dạ. Là bị bệnh gì không? Dạ, bị bệnh phổi. Bệnh thận. Bệnh thận nè. Ba nó bị bệnh thận. Lúc làm ở ngoài thành phố đó, ba nó bị bệnh thận.
rồi mấy nhà đi chạy thận ở ngoài nó mất mấy chục triệu, rồi mới điện về nói với bà nội nó, mẹ ơi tháng này á con bị đi chạy thận rồi con không có tiền gửi về nuôi cho mấy đứa nhỏ, thôi mẹ trong này mẹ xây sở gì đi đó. Rồi lúc đó bà nội nó cũng bên đó người ta ấy đó, người ta thiếu, người ta không có chỗ ở đó, bà cho ở nhờ đó, rồi bà mới bán luôn. Ừ, đừng mà nuôi mấy nhỏ này. Yeah. Rồi nó cũng như cái dạng nó chạy thận ở ngoài hết mấy chục triệu đi, còn nó không có tiền thì bà lấy tiền đó bà nuôi mấy nhỏ đến khi bà chết. Không, bà nó còn sống á thì nó ngoài hàng tháng nó đi khám bệnh rồi nó lấy thuốc nó uống cho nó sức khỏe nó có. Nó có nó mới làm với cho người ta, rồi đến khi mà nó về đây rồi thấy gia đình thì chật vật, con cái ăn học đó, rồi nó không có tiền nó mới không có đi khám bệnh, nó để đến khi mà nó đâu trước Tết đó, gần đám gần từng giáp năm mẹ nó đó, thì nó bị cái dạng như nó ăn vô không được, nó ói, rồi cái nó cũng đi khám bệnh ở dưới này, ta nói nó bị dạ dày lép qua tử gì đó. Tới vừa qua Tết là kết thúc lại là có 5-6 ngày đưa nó xuống bệnh viện, ta đưa nó lên lầu 9 rồi xuống dưới thì không có ấy, tới chừng mà nó chết nó chở về thì đem hồ sơ bệnh án về đó, thì coi ở trong cái giấy hồ sơ đó là nó bị cái mục ở trong thận nó bị bể đó, nó bị bể ra, không chạy thận đều á, nó nặng ra bởi vì là bị bể thận, nó ứ nước, bị bể có mục ở trong thận, mục có mục ha, thận có mục. Nó ói, nó không ăn được, uống không được mà nó ói hoài, nó mập hơn chú đó. Dạ. Rồi mà nó ốm có mỡ. Thấy cuối cùng là ốm còn có phải nhiều ký cô biết không? Ốm nhìn thấy xương dưới da không gì đó mà mới có đâu chừng 10 ngày chứ gì. Dạ. 10 ngày hay 11 ngày gì đó mà nó ốm vậy đó các bạn. Okay. Lắm luôn. Mình cũng hết câu hỏi rồi quý vị, mình xin kết thúc video của một gia đình mà ba bé mà cha thì mất còn mẹ thì bỏ theo chồng mới quý vị, không ai chăm sóc, mình xin tạm biệt video ở đây quý vị.